Hello, xin chào mọi người đến channel của mình là bên công ty trách nhiệm thiết bị khoa học Khang Kiệt. Hôm nay xin giới thiệu cho bạn một sản phẩm, đó chính là máy đo độ ẩm gỗ dạng tay đóng gọn ha, của hãng Esotech. Cái model là MC460, dạng tay đóng với mã model của tay đóng là F10 các bạn ha, của nhập khẩu phân phối chi tiết bởi Khang Kiệt và xuất xứ tại Đức các bạn ha. Nhà tay đóng là đo độ ẩm của gỗ sẽ là rơi như mùn cưa trên gỗ viền mà dò ra để đóng gói như thế này các bạn ha. Đây là khi cung cấp bao gồm một cuốn sách hướng dẫn sử dụng như vậy, và các mình có thể tra mã và các mã sản phẩm như thế này ha. Đây dạng tay đóng là F10, đóng có đầu kim dài là F10B, dạng búa là F30, nhà dạng cốc là F40 các bạn ha. Đó, để có thể kết nối được nó dễ dàng. Đây là các hướng dẫn sử dụng này các bạn ha. Đây là cái đầu dò tay đóng của chúng ta các bạn ha, chúng ta sẽ cầm này đóng xuống, cung cấp bao gồm mặt F10. Và đây là máy của chúng ta MC460, là hiển thị phần trăm H2O các bạn ạ. Đây MC460 sẽ rất đứt, và đằng sau này là các chỗ lắp pin các bạn ạ. Lắp pin như vậy, chúng ta có thể gãi nhẹ trên này và sau mình đẩy xuống, nó là dễ dàng các bạn. Đó. Đó. Đây là các chế độ đèn khi nào chỗ nào có thiếu ánh sáng các bạn ạ. Đo nhiệt độ các bạn, máy giải đo là từ 0 đến 140% các bạn ha. Đo nhanh chính xác cái độ ẩm các bạn cao các bạn ha. Đồ dây kết nối đầu dò chúng ta cắm lên như vậy, chúng ta sẽ tắt đi. Đó, kết nối đây các bạn ha, kết nối như vậy các bạn ha. Nó ta sử dụng các bạn ha, chúng ta cứ điều chỉnh kết nối thôi, mình chỉ cần găm xuống đây các bạn ha. Và khi cung cấp hàng cung cấp bao gồm tặng thêm một cái cờ lê 13 các bạn ạ. Nhìn rất là chắc chắn, rất là đẹp các bạn. Đó, chức năng phân cực mới màn hình LCD lớn các đèn nền các bạn ha. Đó là nhằm chính xác với mức độ cao, đo bằng phương pháp điện trở các bạn. Điện trở với nhiệt độ môi trường làm việc là từ -10 độ C đến 100 độ C các bạn ha. Độ ẩm làm việc là từ 0 đến 85% độ ẩm các bạn. MC460 và bao gồm đầu dò F10 được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiệt các bạn ha. Và cung cấp khi bao gồm tùy theo option các bạn chọn, có thể chọn tay đóng dạng búa hoặc là dạng cốc các bạn ha. Và ai có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng liên hệ bên hotline 0938 22991 hoặc 0936 60757, hoặc có thể liên hệ website khangkiet.com.vn hoặc máy đo thí nghiệm.com.vn để biết thêm công ty về chi tiết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.